xuống những năm trước 1975. Sau vụ nổ, tôi tức ngực. Phải mất vài phút sau, tôi mới hoàn hồn và chạy ra đường xem việc gì xảy ra. Đó là lời kể của bà Phạm Thị Tuyết Mai, ngụ cách công ty Bình Minh khoảng 200m kể lại. Nhiều người dân sống gần hiện trường vẫn chưa hết run khi kể về vụ nổ như bom cướp đi sinh mạng của 6 công nhân tại Đồng Nai. Cửa cuốn bằng sắt nhà bà vừa đổ xuống thì tiếng nổ chát chúa vang lên. Bà từ trên ghế bị văng xuống đất. Sau vụ nổ, tôi tức ngực. Phải mất vài phút sau, tôi mới hoàn hồn và chạy ra đường xem việc gì xảy ra. Bà Mai kể: thời điểm trên, bà Mai nhìn xung quanh không thấy xe lật, cũng chẳng có ai đi qua. Khoảng 5 phút sau, một số công nhân từ công ty Bình Minh lái xe máy chở một số người bị thương ra đường cầu cứu. Bà mới biết vụ nổ xảy ra trong nhà máy gỗ. Tiếp theo đó, một số công nhân khác để nạn nhân lên xe rùa, vội vã đẩy ra đường. Bà Mai vội chặn các xe đang lưu thông qua khu vực nhờ hỗ trợ. Ai lái xe qua, tôi đều hô hoán dừng lại, nhờ phụ chở nạn nhân đi bệnh viện. Rất may, mọi người đều hỗ trợ hết mình. Cứ 3 người đi một xe, tức tốc vào bệnh viện, bà Mai nói. Mọi người giữ nguyên hiện trường chờ cơ quan chức năng đến. Bà chưa từng chứng kiến cảnh khủng khiếp như vậy. Sức ép từ vụ nổ quá lớn. Tôi ở cách 200m mà chịu không nổi, uống gì các nạn nhân trong công ty, người phụ nữ chia sẻ. Bên cạnh đó, bà Nàng Sóc, 55 tuổi, quê An Giang, thời điểm xảy ra vụ nổ ngồi cách bà Mai không xa, cũng bị tức ngực trước sức ép vụ nổ. Sau tiếng nổ lớn, bà cùng những người hàng xóm chặn xe máy qua khu vực, nhờ đưa các nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu. Nhớ lại các nạn nhân khi sáng, tôi còn ám ảnh. Các nạn nhân bị thương được đưa đi cấp cứu. Tôi không biết họ có sống nổi không, bà Sóc kể. Theo bà Sóc, các nạn nhân trong vụ nổ đều ở trọ trên địa bàn. Một số người ở cùng quê với bà, họ đều khó khăn. Hôm nay là lễ mùng 1 tháng 5. Không rõ công ty có đơn hàng gấp không mà vẫn bắt công nhân đi làm. Sau vụ việc, gia đình một số nạn nhân không có tiền đưa về quê, bà Sóc nói. Trong khi đó, một số công nhân làm tại công ty gỗ sáng nay cũng chưa hết ám ảnh sau vụ nổ xảy ra sáng ngày mùng 1 tháng 5. Anh Châu Đa, 32 tuổi, nhân viên công ty Bình Minh cho biết, 7 giờ 30 phút sáng, anh đến công ty làm việc cùng hơn 10 người khác. Anh phụ trách công đoạn máy nối, ghép các cây gỗ với nhau. Các nạn nhân thương vong trong vụ nổ làm công đoạn xẻ cây sát bên bình hơi. Xưởng của anh ngăn cách với bình hơi bằng nhiều kiện hàng xếp chồng lên nhau. Thời điểm nổ, anh và mọi người tại đây đã bị ngã xuống đất tức ngực. Khi bình hơi phát nổ, anh chạy ra thấy một phần xưởng kế bên đổ sập. Các công nhân bị sức ép vụ nổ đẩy văng mỗi người một góc, có thi thể không còn nguyên vẹn. Theo anh Đa, bình hơi phát nổ dùng để lấy nhiệt sấy gỗ. Những người tử vong tôi đều quen. Hôm nay ngày lễ nhưng công ty vẫn yêu cầu nhân viên đi làm. Xe máy tôi để cách hiện trường vụ nổ khoảng 30m cũng bị hư hỏng, anh Đa nói. Vụ nổ khiến nhiều nhà dân xung quanh chịu ảnh hưởng. Chị Trần Thị Trà, 30 tuổi, ngụ tại Đồng Nai, chưa hết bàng hoàng khi kể về vụ nổ. Hơn 8 giờ sáng, chị Trà vừa đi chợ về nhà. Trong lúc chuẩn bị nấu đồ ăn, tiếng nổ lớn phát ra từ công ty kế bên, cách căn nhà chị sinh sống chưa đầy 200m, khiến chị hốt hoảng, ôm con tháo chạy. Tiếng nổ lớn khiến nhà của tôi rung theo. Sợ nhà sập, tôi vội ôm con chạy ra bên ngoài. Lúc này cả một vùng trời bao trùm bởi khói bụi, không nhìn thấy đường. May mắn cả gia đình tôi bình an. Tuy nhiên vụ nổ khiến căn nhà xuất hiện một số vết nứt, chị Trà chia sẻ. Sau chị Trà, nhiều người dân sống cạnh khu xưởng này tháo chạy ra ngoài. Anh Văn Chức, 35 tuổi, ngụ Đồng Nai cho biết. Sau tiếng nổ, nhiều công nhân bên trong công ty cũng chạy ra bãi đất trống trước xưởng gỗ. Tôi nhìn qua hàng rào, thấy công nhân bên trong la hét, khóc thảm thiết, nhiều người nằm la liệt. Phần mái tôn phía trước và trên nhà xưởng đổ sập, mảnh vỡ văng tứ tung, anh Chức nói. Trong khi đó, chị Trầm, 22 tuổi, người thân của một nạn nhân vụ nổ chia sẻ. Gia đình chị từ Sóc Trăng lên Đồng Nai, làm tại công ty này đã 2 năm. Sáng nay chị đang ngồi ở nhà, bất ngờ nghe tin người chú của mình bị thương do vụ nổ lò hơi. Trầm vẫn chưa hoàn hồn. Giờ tôi không được vào bên trong, không biết lúc xảy ra vụ nổ, chú tôi bị thương thế nào. Mỗi tháng chú tôi làm được khoảng 15 triệu. Nay dịp lễ, chú tranh thủ ở lại kiếm thêm để phụ giúp gia đình. Không ngờ mọi chuyện lại như vậy, chị Trầm chia sẻ. Gần ngày quốc tế lao động, nhưng cả nước liên tiếp diễn ra những thương vong lao động. Liên quan đến vụ tai nạn lao động tại nhà máy xi măng thuộc Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái, tổ 12 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, khiến cho 7 công nhân tử vong và 3 người bị thương.
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Yên Bái đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về an toàn lao động để làm rõ nguyên nhân gây ra thảm kịch. Qua thu thập chứng cứ, lời khai và khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt giam với Trần Mạnh Hùng, sinh năm 1980, trú tại tổ 8, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái, là nhân viên cân băng điệu của nhà máy xi măng để điều tra về tội vi phạm quy định về an toàn lao động. Quy định tại khoản 3, điều 295 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Hiện cơ quan điều tra chưa có kết luận và chưa thông tin cụ thể về sai phạm của nghi can Trần Mạnh Hùng. Tuy nhiên, đại diện nhà máy xi măng Yên Bái thuộc Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái cho biết, theo đúng quy trình an toàn lao động, sau khi ngắt điện, các thợ vào trong lồng tiến hành siết các ốc vít và thay các tấm lót. Động cơ chính máy nghiền số 3 hoạt động trong khoảng 30 giây, dịch chuyển lò, gây tai nạn lao động nghiêm trọng. Cơ chế hoạt động của máy nghiền. Máy nghiền là thiết bị được áp dụng phổ biến trong nhiều lĩnh vực như sản xuất xi măng, chế biến quặng sắt, ngành vật liệu xây dựng, ngành sắt thép và công nghiệp hóa chất. Thiết kế của máy nghiền bi phục vụ cho các quá trình nghiền các vật liệu từ thô thành mịn và cả cực mịn. Có khả năng hoạt động theo hai cách là nghiền theo phương pháp khô hoặc phương pháp ướt. Theo một chuyên gia máy sản xuất vật liệu xây dựng trao đổi với báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, khi máy nghiền bi hoạt động và sinh ra lực ly tâm đẩy những viên thép bi lên tới độ cao nhất định rồi rơi xuống, đập mạnh để nghiền vỡ vật liệu trong khoang nghiền. Tất cả các vật liệu cần được nghiền nhỏ như quặng, sỏi, đá, kim loại cứng đều được biến thành dạng bột mịn sau quá trình nghiền. Kế tiếp, chúng được thải ra ngoài thông qua hệ thống ly tâm cyclone để hoàn tất công đoạn nghiền của máy nghiền bi trước khi tiếp tục các giai đoạn tiếp theo trong chuỗi sản xuất nghiền quặng. Bên cạnh đó, tiến sĩ Nguyễn Tiến Dũng, chuyên gia về cơ khí chế tạo máy cho tờ Sức khỏe và Đời sống, cho hay, khi máy nghiền bi hoạt động và sinh ra lực ly tâm, đẩy những viên thép bi lên tới độ cao nhất định rồi rơi xuống, đập mạnh để nghiền vỡ vật liệu trong khoang nghiền. Đối với nhân viên thực hiện công việc sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị như máy nghiền, việc nắm rõ và thực hiện chính xác quy trình an toàn lao động, lockout, tagout hay còn gọi là lô tô là hết sức quan trọng. Lô tô là một quá trình an toàn bao gồm các bước ngắt nguồn điện, khóa và gắn nhãn cảnh báo và sau cùng là mở khóa và gỡ nhãn cảnh báo khi hoàn thành công việc. Tuân thủ nghiêm ngặt quy trình lô tô sẽ giúp loại bỏ rủi ro gặp phải chấn thương do thiết bị máy móc được kích hoạt không mong muốn trong quá trình bảo trì.